Xin chào các bác, em lên sóng con lọc khí Daikin Hồ Vuông. Đây là một cái trong những cái mẫu mà bán chạy nhất của shop và của các shop khác các bác nhé. Dòng này lọc cực khỏe, lọc được phòng từ 10m² cho đến 50m². Các bác lọc phòng ngủ hay phòng khách đều ok hết ạ. Con này thì là màu mận, cái màu khá là bền màu. Cái màu này thì các bác dùng mãi 5-10 năm thì nó vẫn cứ như vậy, nó không chuyển màu như màu trắng, không bị ngả màu. Nó là một cái ưu điểm của cái màu này. Trước kia thì không nhiều bác thích cái màu này đâu, nhưng mà sau khi dùng một thời gian rồi thì bây giờ lại nhiều bác thích cái màu này. Đấy. Màu này khi mà dùng nó khá là sang mà nó bền màu, gần như là bền vĩnh cửu các bác nhé. Các tính năng của bọn này thì em giới thiệu nhiều rồi, eco, tiết kiệm điện rồi. Còn này chế độ lọc nhanh này, đây là chế độ bù ẩm này, tốc độ lọc khí này. Đấy. Hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt. Rồi tăng giảm ánh sáng, phần đồng hồ giữ 2 giây thì khóa cho em. Máy em đấu biến áp điện 220V sẵn rồi. Các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam nhé. Máy đấu biến áp các bác nhé, chứ không đấu tụ. Đèn báo phần trăm độ ẩm, đèn báo cảm biến bụi, cảm biến mùi. Mã số 3. Các bác mua một cái máy này các bác được tận 4-5 cái tính năng. Thứ nhất là lọc các cái bụi mịn bay lơ lửng. Thứ hai là các bác khử mùi bằng timer và than hoạt tính. Thứ ba là diệt khuẩn, công nghệ timer. Thứ tư là bùa. Ở cái dòng thế hệ này các bác nhìn có hai cột lọc tính điện mà các dòng khác không có. Đấy, các dòng khác thì các bác nhìn nó chỉ có dòng màng HEPA thôi, nhưng con này riêng có hai cột lọc tính điện. Này là cái dòng VIP nhất của Daikin tại thời điểm sản xuất, mà đến bây giờ thì các model cũng đã bị cắt hết rồi vì sản xuất ra cái chi phí nó quá là cao. Đấy, màng HEPA con này em thay mới nhé, đây màng lưới thô này. Mà thay một cái màng tốt như này khi các bác dùng vài năm thay thì có giá là 300.000. Trong này cái màng than xúc tác thì vẫn zin mạnh. Chiếc này em bán là 2,5 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Đấy. Vận chuyển đi toàn quốc máy này là 100.000. Bên này là khu vực bình nước bù ẩm các bác nhé. Hàng tổ ẩm zin còn rất là đẹp. Chất hành khô để các bác bù ẩm thôi. Máy được sản xuất năm 2013. Đấy, 2013 nhé. Nói chung là một con màu mận còn khá là đẹp. Lọc bụi mịn 2.5 PM. Em dùng một cái máy đo bụi mịn này. Đấy, khi mà các bác lọc khí nhé thì toàn bộ cái lượng bụi không khí ô nhiễm đi qua hai cửa này hút vào đây và thổi lên cái khí sạch trên này. Đấy, thì qua khi qua màng HEPA thì các bác nhìn cái chất lượng không khí bên ngoài này, cái số nó càng to thì càng ô nhiễm nhé. Mấy hôm nay thì chất lượng không khí khá là tốt, dưới 75 thì vạch này báo xanh này là không khí sạch. Đấy, bây giờ em cho máy là cái số càng nhỏ thì lọc càng tốt. Đấy, toàn bộ khi mà các bác đóng kín cửa phòng lại trong một cái đêm ngủ thì mình sẽ có khoảng hơn chục tiếng mình ngủ được hưởng cái không khí sạch của máy nó thổi ra. Đấy, đấy là cái tác dụng của máy không khí. Rồi nó sử dụng công nghệ timer diệt khuẩn, than hoạt tính khử mùi hôi nấm mốc, rất tốt cho các bác lớn tuổi, người già hoặc là trẻ nhỏ, hoặc là các bác bị bệnh hô hấp. Kể cả các bác khỏe mạnh thì mình cũng dùng cái này, mình bảo vệ sức khỏe, mình phòng ngừa. Nên các bác nhìn theo chất lượng không khí qua máy bỏ ra thì nó lại tăng lên nhé. Các bác có nhu cầu mua máy lọc không khí bảo vệ sức khỏe gia đình các bác lô nhé, em rất là nhiều, hôm nào cũng vài trăm chiếc rồi. Máy rửa bát chuyên mấy món này, chào các bác nhé. Rất là nhiều máy rửa bát VIP đồng đấu giá lướt lọc khí vầng trăng Daikin hộp các kiểu. Đấy, các bác để sau khi ấy thì chất lượng không khí nó tăng dần lên thôi, ô nhiễm. Chào các bác nhé.